Chào mừng anh em đến với bản tin sáng ngày 22 tháng 11 của kênh Góc Arsenal. Trước khi vào bản tin chi tiết, anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Arsenal thưởng lớn cho Tomiyasu. Theo báo cáo từ Team Talk, Arsenal có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Takehiro Tomiyasu, hậu vệ người Nhật Bản đem đến màn trình diễn thuyết phục ở giai đoạn đầu mùa giải 2023-2024. Hợp đồng hiện tại giữa ngôi sao 25 tuổi và pháo thủ còn thời hạn 2 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Quay ngược dòng thời gian, Arsenal ký hợp đồng với Tomiyasu từ Bologna vào năm 2021, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hoài nghi. Tomiyasu từng bước chứng minh năng lực, vượt qua rào cản về chấn thương. Lối chơi đa năng trở thành điểm mạnh lớn nơi cầu thủ sinh năm 1998. Tomiyasu có thể thay thế Oleksandr Zinchenko, đảm trách vai trò hậu vệ trái, đồng thời thay thế Ben White đá hậu vệ phải. Mùa giải năm nay, Tomiyasu có 10 lần ra sân ở Premier League, thi đấu tròn vai mỗi khi có cơ hội ra sân. Nóng, tiền vệ trong mơ của Mikel Arteta. Vào thời điểm này, hàng tiền vệ của Arsenal đang gặp một số vấn đề về nhân sự khi Thomas Partey dính chấn thương, tương lai của Jorginho cũng không rõ ràng và không loại trừ khả năng anh sẽ rời Emirates trong tháng 1. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho rằng Ruben Neves đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal từ lâu và Mikel Arteta là fan cứng của tiền vệ này. Phát biểu trên giờ The Brief, Romano cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi có được những mối liên kết này là nhờ Mikel Arteta. Theo những gì tôi được biết, Mikel Arteta luôn là một fan cứng của Ruben Neves. Ông ấy luôn đánh giá cao cầu thủ này kể từ khi cậu ấy còn ở Wolves. Cậu ấy luôn là một trong những tiền vệ mà ông ấy đã bàn bạc với các giám đốc và Edu trong các cuộc họp ở mùa giải trước. Hai hoặc ba năm qua, trong những cuộc thảo luận về các tiền vệ, cái tên Ruben Neves luôn được nhắc đến, nhưng hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào." Romano kết lại. Mới đây, Neves đã rời Wolves để đến Al Hilal. Nếu muốn có chữ ký của tiền vệ này, Arsenal sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Hector Bellerin nói ra sự thật về Arteta. Trao đổi với Sky Sports, hậu vệ Hector Bellerin đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh chiến lược gia đồng hương. Theo quan điểm đến từ Hector Bellerin, huấn luyện viên Mikel Arteta thực sự là một chiến lược gia hàng đầu và Arsenal cũng đã tiến bộ hơn trong mùa giải năm nay. Hậu vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Mikel Arteta không ngừng học hỏi và đó là điều tích cực ở ông ấy. Arteta có thể thích nghi, học hỏi từ những sai lầm của mình và trở thành một Arteta mới sau mỗi một mùa giải. Khi còn là cầu thủ, ông ấy đã huấn luyện một vài người trong số chúng tôi và bạn có thể thấy Arteta có những ý tưởng tuyệt vời. Tôi nhớ Arteta đã nói chuyện với chúng tôi về việc ông ấy nghĩ trận đấu sẽ diễn ra như thế nào và chúng tôi nên pressing như thế nào. Điều đó thật tuyệt vời. Và tất cả chúng tôi đều biết rằng ông ấy sẽ trở thành một huấn luyện viên. Hiển nhiên, có một số cầu thủ còn rất trẻ trong đội hình của họ. Nhưng giờ đây, họ cũng có rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Bukayo Saka và tôi nghĩ đó là điều mà Arsenal từng thiếu. Mỗi năm, Arsenal sẽ trở thành một đội tốt hơn. Họ đang ở một vị thế xứng đáng." Declan Rice nói gì về mức phí chuyển nhượng khổng lồ của mình? Arsenal đã chi 105 triệu bảng để có Declan Rice và cầu thủ người Anh cũng vừa có những chia sẻ về số tiền rất lớn mà pháo thủ đã bỏ ra để có mình. Anh nói: "Arsenal đã chi ra hơn 100 triệu bảng để có tôi. Đó là số tiền lớn. Tôi có thể hiểu được áp lực đi kèm với nó. Không chỉ bạn tự tạo áp lực cho bản thân mà còn có nhiều kỳ vọng xung quanh khi bạn được mua với số tiền đó. Họ đã đầu tư rất nhiều vào tôi. Tôi cần chứng minh tại sao mình có thể đến Arsenal và thay đổi mọi thứ. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn luôn tìm cách cải thiện, luôn tìm cách trở nên tốt hơn. Tôi vẫn cảm thấy còn rất nhiều cấp độ nữa mà tôi có thể đạt được. Đó chỉ là sự ham học hỏi, luyện tập chăm chỉ và luôn lắng nghe. Điều quan trọng nhất là tôi đang ở một vai trò hơi khác một chút ở Arsenal. Có rất nhiều cuộc thảo luận về việc liệu tôi có thể chơi ở vị trí cao hơn hay không. Theo một cách nào đó, tôi là người mới với vị trí đó. Ở Arsenal, chúng tôi có lẽ thấy mình có nhiều bóng hơn nên cần phải quyết liệt hơn một chút." Rice nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội chủ sân Emirates. Tiền vệ người Anh bây giờ là lựa chọn không thể thay thế của Mikel Arteta ở tuyến giữa. Những đóng góp của anh giúp Arsenal xếp thứ 3 ở ngoài hạng Anh, kém đội đầu bảng Man City 1 điểm. Ngoài ra, pháo thủ còn dẫn đầu bảng B Champions League.
họ có cơ hội rất lớn góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Arsenal gia nhập cuộc đua 100 triệu bảng. Ivan Ferguson được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút tuổi teen tiếp theo gây bão tại Premier League sau Erling Haaland. Ngôi sao thuộc biên chế Brighton sở hữu hình thể lý tưởng cùng khả năng đánh hơi bàn thắng khá ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, cầu thủ 19 tuổi đã ghi được 5 bàn thắng ở Premier League sau 11 lần ra sân, trong đó có cú hat-trick vào lưới Newcastle United. Chính vì thế, ngay cả khi Brighton thuyết phục thành công Ferguson ký vào bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029, những đội bóng như Manchester United hay Man City vẫn luôn để mắt đến cái tên này. Không những vậy, theo nguồn tin từ Team Talk, phía Arsenal cũng bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận ngôi sao 19 tuổi. Đội chủ sân Emirates thiếu đi một chân sút sở hữu lối chơi trực diện, giỏi không chiến để tận dụng tốt những đường tạt bóng mà các cầu thủ chạy cánh tạo ra. Do vậy, bên cạnh Ivan Toney, họ cũng xem Ferguson là một mục tiêu khả dĩ. Xét về lâu dài, ngôi sao người Ireland có thể sẽ đồng hành lâu dài hơn với kế hoạch của pháo thủ. Xác nhận, cú lừa Jorginho xuất hiện tại Arsenal. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, thực chất thì chưa có cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng nào diễn ra giữa Arsenal và Jorginho, trái với những gì mà người đại diện của tiền vệ này đã lên tiếng xác nhận. Ký giả người Ý cho biết, người đại diện của Jorginho cũng đã lên tiếng về tương lai của cầu thủ này, cho thấy các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang bế tắc. Tuy nhiên, tôi được biết rằng chưa bao giờ có cuộc đàm phán nào về một thỏa thuận mới. Jorginho mới chỉ gia nhập Arsenal vào 8 tháng trước, vì vậy, gia hạn hợp đồng chưa bao giờ là một chủ đề nghiêm túc. Jorginho là một phần trong quá trình xoay tua đội hình ở Arsenal và dự kiến sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Với việc Partey đang dính chấn thương, Arsenal và Arteta cần Jorginho như một phần trong đội hình của mình. Mùa giải năm nay, thực chất Jorginho đang đóng một vai trò khá quan trọng trong kế hoạch của Arsenal. Tính từ đầu mùa, tiền vệ người Ý đã có 9 lần ra sân tại Premier League và liên tục có cơ hội đá chính trong những trận gần đây. Ghi 10 bàn một trận, Arsenal tính ngay tới việc trói chân thần đồng. Cầu thủ 15 tuổi Chido Obi-Martin đã gây chú ý hồi cuối tuần qua khi ghi tận 10 bàn giúp đội U16 Arsenal đánh bại U16 Liverpool với tỷ số 14-3. Hiện tại, Obi-Martin đang nhận học bổng của học viện để chơi bóng đến mùa giải 2024-25. Mùa tới, khi tròn 17 tuổi vào tháng 11 năm sau, dự kiến anh sẽ được câu lạc bộ ký kết bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Obi-Martin có thể chỉ mới 15 tuổi, nhưng anh đã khoác áo Arsenal ở cấp độ U21 và lập hat-trick vào lưới U18 Southampton hồi tháng 9. Với chiều cao 1m82, Obi-Martin sở hữu một thể hình tương đối lý tưởng so với các bạn cùng lứa. Đó cũng là nguyên nhân giúp anh hay chơi bóng với những đàn anh lớn tuổi.